Shala Entertainment hân hạnh giới thiệu vở bi hài kịch Không Khóc Ở Cali lúc 1 giờ và 6 giờ 30 ngày 24 tháng Giêng tại Sài Gòn Performing Center. Không Khóc Ở Cali, lần đầu tiên những nụ cười nước mắt của đời sống cộng đồng người Việt được thể hiện trong một vở bi trường kịch có 102, hội tụ những tài danh như Nguyễn Hồng Nhung, Trương Minh Cường, Minh Thư, Minh Phượng, Bảo Quách, Anh Dũng, Minh Ngọc, Leon Vũ. Đến với Không Khóc Ở Cali, sẽ thấy cuộc đời của chính bạn trên sân khấu, giúp bạn có một kỷ niệm đẹp để đời khi cùng tham gia vào vở diễn. Vé từ 39 đồng trở lên, bán tại Tú Quỳnh, Bosa Tickets, Sài Gòn VN Express và ban tổ chức 949-681-9999.